Cô chào tất cả các em. Các em thân mến, hôm nay cô sẽ tiếp tục mang đến cho các em bài giảng cách làm bài nghị luận về sự việc hiện tượng đối với ngữ văn lớp 9. Các em biết là tính đến thời điểm này thì đã có rất nhiều những em học sinh lớp 9 đang băn khoăn, lo lắng trong cái kỳ thi vào lớp 10 sắp tới của chúng ta. Và một trong những cái bài văn mà bắt buộc có trong đề thi đó chính là bài văn nghị luận xã hội. Nghị luận xã hội thì có rất nhiều kiểu bài. Nghị luận về sự việc hiện tượng, nghị luận về tư tưởng đạo lý. Và trong cái nghị luận về sự việc hiện tượng thì có thể là nghị luận bàn về một cái sự việc mà đáng chê, đáng bàn luận hay còn gọi là việc xấu. Hoặc là có những sự việc đó là việc tốt, những việc đáng khen, đáng ngợi ca. Thế vậy thì hôm nay cô sẽ tập trung hướng dẫn cho các em cách làm bài nghị luận về sự việc hiện tượng, và tập trung hôm nay đó là nghị luận về sự việc hiện tượng tốt, những vấn đề đáng khen, đáng ngợi ca. Các em chú ý theo dõi nhé. Việc đầu tiên, các em sẽ chú ý trên bảng của cô đó là các cái sự việc hiện tượng, một số sự việc hiện tượng, để sau này thì các em sẽ phân biệt giữa sự việc hiện tượng và tư tưởng đạo lý. Sự việc hiện tượng là tất cả những cái việc mà diễn ra trong đời sống, là cái sự thật hiển nhiên đã từng diễn ra trong đời sống mà các em đã được chứng kiến. Và ví dụ như lòng dũng cảm, ví dụ như việc tử tế, hay là tình bạn đẹp, hay là đối sống đẹp, và rất nhiều vấn đề khác đều được coi là những sự việc hiện tượng, và đặc biệt nhất đây là những sự việc hiện tượng tốt. Để sau này các em phân biệt về tư tưởng đạo lý các em nhé. Đến khi mà học đến cái phần cách làm bài về tư tưởng đạo lý thì cô sẽ hướng dẫn các em phân biệt giữa tư tưởng đạo lý với sự việc hiện tượng để các em sẽ phân biệt được. Thế thì trước hết các em nắm được các cái sự việc hiện tượng trước đã. Và bây giờ đến phần cách làm bài. Cách làm bài thì cô gọi chung vào các cái bước cơ bản như sau. Bước 1 là dẫn dắt đến vấn đề cần hiểu. Dẫn dắt đến vấn đề cần nghị luận. Vấn đề cần nghị luận cô viết tắt. Và song song với việc dẫn dắt đến vấn đề cần nghị luận thì các em cần phải giải thích vấn đề đó. Các em cần phải giải thích vấn đề đó. Đây là bước 1. Và giải thích bằng cách nào? Đây là cái khó khăn nhất của các em khi làm bài văn nghị luận xã hội, đúng không nào? Cô sẽ hướng dẫn các em cách để các em giải thích. Ở lớp 6 thì các em đã được học giải nghĩa từ rồi. Giải nghĩa từ thì chúng ta có hai cách để giải nghĩa từ. Phần này cô sẽ nhắc ở đây để các em thấy nhé. Giải nghĩa từ thì có hai cách. Cách thứ nhất là tìm từ đồng nghĩa. Tìm từ đồng nghĩa. Hoặc là trái nghĩa. Hoặc là trái nghĩa, cô viết tắt nhé. Cách thứ hai là trình bày khái niệm mà từ biểu thị. Trình bày khái niệm mà từ biểu thị. Trình bày khái niệm và từ biểu thị, hay ta còn gọi là miêu tả nó. Từ này nó miêu tả cái gì thì đấy gọi là trình bày khái niệm và từ biểu thị. Thế vậy thì bây giờ cô sẽ lấy ví dụ đây. Ví dụ trình bày giải nghĩa về dũng cảm là gì. Ví dụ chúng ta giải nghĩa dũng cảm là gì. Dũng cảm là gì, các em thấy đấy. Tất nhiên là bây giờ mà cho các em đặt bút viết dũng cảm là gì thì cô nghĩ rằng là tức hầu như có tới chiếm tới 90% là các em giải thích được. Tuy nhiên thế nào là được? Chúng ta giải nghĩa để cho cái nghĩa của chúng ta nó thật là sâu sắc, nó thật là toàn diện và nó đáp ứng được cái yêu cầu của bài nghị luận xã hội. Đấy mới là cái đích mà chúng ta cần bàn. Chứ chúng ta không thể giải thích một cách hời hợt. Đấy, có rất nhiều bạn là cứ nghĩ sao thì biết vậy. Nhưng khi giải thích thì chúng ta phải có một nguyên tắc. Đây, nếu các bạn áp dụng, các em áp dụng cả hai cách giải nghĩa này thì bao giờ thế cái vấn đề cần nghị luận của chúng ta sẽ được giải quyết một cách thấu đáo. Cô sẽ làm cách thứ nhất, tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa. Đồng nghĩa với dũng cảm chắc chắn các em tìm được luôn, đó là can đảm. Đó là can đảm, được coi là dũng cảm. Đó là kiên cường. Kiên cường cũng được coi là dũng cảm. Đây là từ đồng nghĩa. Trái nghĩa, tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa. Trái nghĩa với nó đó là gì? Không run sợ. Không run sợ. Hoặc là không sợ hy sinh cũng được. Không run sợ hay không sợ hy sinh. Tiếp này. Trình bày khái niệm và từ biểu thị. Trình bày khái niệm và từ biểu thị. Khái niệm và từ biểu thị thì
dũng cảm là dám xông pha vào những nguy hiểm khó khăn, tức là miêu tả hành động mà dám xông pha vào cái nguy hiểm khó khăn. Đấy, bây giờ các em thấy nhìn vào đây, và cô đã áp dụng hai cách đây, cô vận dụng cả hai cách giải nghĩa từ, vừa tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa, vừa trình bày khái niệm và từ biểu thị. Và khi cô đã giải kết hợp cả hai cách giải nghĩa thì cô đã có cái phần giải thích này đầy đủ rồi. Bây giờ cô giải thích như sau này: dũng cảm là can đảm, là kiên cường, là không run sợ, dám xông pha vào nguy hiểm khó khăn. Thì như vậy là cô đã có một cái giải thích vấn đề cần lộ một cách toàn diện rồi đấy, các em có thể học tập được đúng không nào? Đấy là bước thứ nhất. Bước thứ hai, sau khi các em giải thích xong thì bước thứ hai đó là bước các em đi vào phần bàn luận. Bước hai là các em đi vào phần bàn luận. Để phần bàn luận này thì các em sẽ nêu ra các lý lẽ, nêu các lý lẽ và nêu ra các dẫn chứng để thuyết phục người đọc. Chúng ta nêu các lý lẽ và dẫn chứng. Làm thế nào để có lý lẽ, làm thế nào để có dẫn chứng thì các em hãy theo dõi cái video tiếp theo của cô. Cô sẽ hướng dẫn các em cách tìm lý lẽ và cách tìm dẫn chứng cho bài văn nghị luận xã hội nói chung, chứ không riêng gì bài văn nghị luận về sự việc hiện tượng tốt. Các em nhé, các em hãy tìm cô. Những cái lý lẽ này chính là những cái biểu hiện của cái sự việc hiện tượng trong đời sống. Đấy, các em sẽ đi nêu được cái điều đó. Đây là cái bước thứ hai. Và cô nói rồi, cái bước này cô không hướng dẫn ở đây, bởi vì tìm lý lẽ và tìm dẫn chứng là cái thao tác chung cho tất cả các bài văn nghị luận, do đó mà cô không hướng dẫn ở đây. Đấy là phần thứ hai, bước hai. Sang bước ba. Bước ba là em đi nêu đánh giá. Em đánh giá về vấn đề đó. Em đánh giá bằng cách như sau. Đánh giá thì em nêu cái thứ nhất, đó là nêu tác dụng. Tác dụng hay còn gọi là cái lợi ích em nhé. Tác dụng hay còn gọi là cái lợi ích của cái vấn đề cần nghị luận. Tác dụng hay là lợi ích của vấn đề cần nghị luận. Cái tác dụng này em thường trình bày theo hai ý, đây là thông thường. Thường trình bày theo hai ý: lợi ích đối với cá nhân và lợi ích đối với xã hội, hay còn gọi là đối với tập thể, đối với nhà trường, đối với gia đình, gọi chung là lợi ích đối với xã hội. Đấy là cái đánh giá thứ nhất mà các em cần bàn. Cái đánh giá thứ hai, thì chúng ta phải nêu rõ quan điểm đồng tình hay không đồng tình, phản đối hay không phản đối, hay nói cái khác là chúng ta cũng phải nêu ra được một số cái ý kiến trái chiều ngược lại với vấn đề cần bàn này. Ngược lại vấn đề cần bàn, khi mà ta nêu được một số ý kiến trái chiều đồng nghĩa việc ta đã đồng tình với ý kiến này rồi, ta đã đồng tình với cái vấn đề cần luận này rồi. Thế vậy thì đưa ra một ý kiến trái chiều, cô gọi nó một cách ngắn gọn nhất, đó là phần phản đề. Đánh giá bằng cách phản đề hoặc giới hạn vấn đề cần nghị luận. Phản đề hoặc là giới hạn vấn đề cần nghị luận. Phản đề thì rõ rồi, phản đề là nêu ra một số ý kiến, một số vấn đề đi ngược lại với vấn đề cần nghị luận. Cô giảng về ví dụ trái ngược với lòng dũng cảm. Trái ngược với lòng dũng cảm là rụt rè, là nhút nhát, là tự ti, là do dự, thì đấy là trái ngược với lòng dũng cảm. Đấy cô gọi là phản đề. Thế nhưng giới hạn vấn đề cần nghị luận nghĩa là đưa ra một vấn đề gần giống với vấn đề cần bàn. Cô giảng lấy ví dụ. Chúng ta đang bàn đó là vấn đề về dũng cảm, đang bàn về lòng dũng cảm. Đấy, và một vấn đề gần giống với vấn đề lòng dũng cảm, mà nếu mà chúng ta không phân biệt được cái ranh giới rõ ràng thì chúng ta rất dễ nhầm lẫn. Đó là tính gì nhỉ các em thấy? Đó là sự mạo hiểm, bất chấp, cố chấp, đúng không nhỉ? Đó là sự mạo hiểm. Mạo hiểm và dũng cảm là hai vấn đề khác nhau. Mạo hiểm và dũng cảm là hai vấn đề khác nhau.
có những nét tương đồng với nhau, có những nét tương đồng, nhưng bên cạnh đó thì có rất nhiều những điểm khác biệt, có phải không nhỉ? Đấy, các em có thể thấy là mạo hiểm này, hay còn gọi là liều lĩnh, mạo hiểm là nó tương tự như nhau. Vậy cô có thể giới hạn vấn đề như sau. Đấy, là tuy nhiên dũng cảm không có nghĩa, đấy, không có nghĩa là liều lĩnh, không có nghĩa là liều lĩnh là mạo hiểm. Các em thấy chưa nhỉ? Đấy, dũng cảm không có nghĩa là liều lĩnh, là mạo hiểm. Khi cô viết câu văn này, nghĩa là cô đang giới hạn vấn đề cần luận. Và ở đây cô muốn nói là dũng cảm là một phương diện hoàn toàn khác với liều lĩnh và mạo hiểm. Hay còn nói cách là người đọc cần phải phân biệt rõ giữa dũng cảm và sự liều lĩnh. Liều lĩnh là một cái vấn đề mà chưa được tích cực lắm, nhưng dũng cảm là một vấn đề hoàn toàn tích cực. Đây cô gọi là giới hạn vấn đề cần nghị luận. Các em rõ chưa nhỉ? Và trong bài văn, khi mà các em nêu, các em giới hạn vấn đề cần luận này, thì người viết đã chứng tỏ rằng là chúng ta đã có một sự am hiểu rất chắc chắn về phần này, khoanh vùng rất rõ về cái vấn đề mình đang bàn. Rõ ràng thì bài văn sẽ có tính thuyết phục hơn. Đấy là bước số 3 mà cô đang nói là phần đánh giá. Sang đến bước thứ 4, sang đến bước 4, chính là chúng ta nêu ra lời khuyên và bài học. Lời khuyên và rút ra bài học cho bản thân. Cái lời khuyên này này là lời khuyên dành cho mọi người, các em nhé. Lời khuyên này là lời khuyên dành cho mọi người. Mọi người cần phải nhận thức rõ về cái ý nghĩa, về cái vai trò của vấn đề mà mình đang bàn, để từ đó mình rút ra bài học cho bản thân. Phần này chính là phần liên hệ thực tế với học sinh. Liên hệ với học sinh. Và các em lưu ý là để bài văn của mình mang có tính kết quả cao thì phần liên hệ này của các em phải rõ ràng, mạch lạc, cụ thể. Phải nêu ra cái phương hướng hành động là học sinh mình phải làm gì, học tập ra sao, rèn luyện ra sao, rèn luyện thói quen trong đời sống hàng ngày, rèn luyện những việc làm trong tập thể ra sao. Các em phải ghi rõ phần này thì bài làm của chúng ta mới có tính thuyết phục. Thế như vậy là đây là bốn bước cơ bản. Các em hãy nhớ cho cô này: bước 1 là giải thích, bước 2 bàn luận, bước 3 đánh giá và bước 4 là bài học. Nói ngắn gọn là như vậy. Như vậy thì với cái bốn bước này, chúng ta cứ làm theo một trình tự với một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy hoặc là tối đa là một trang, thì cô nghĩ rằng là chúng ta sẽ có đủ những cái tư liệu cần thiết để chúng ta hoàn thành vào bài văn của mình. Và hãy cố nhớ là hãy theo dõi video tiếp theo của cô để cô sẽ hướng dẫn các em cách tìm lý lẽ và tìm dẫn chứng đưa vào một bài văn nghị luận xã hội để làm cho bài văn của chúng ta thật là toàn diện, thật là sâu sắc và có tính thuyết phục cao. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chúc các em có những bài văn nghị luận thành công và đạt được mơ ước của mình.